Rõ ràng là bên phía TT ở trong ván đấu này, nhìn qua cái đội hình của họ, tôi cảm giác là sẽ có một chút hơi khó chơi hơn so với bên phía Box Gaming, bởi vì là họ sẽ không có một con bài chống chịu thuần nào cả, khi mà Chalot ở tuyến trên cũng không hẳn là một vị tướng có khả năng chống chịu quá lâu ở trong một tình huống giao tranh, hay là Timmy cũng là như vậy thôi. Và có một điểm yếu nữa từ đội hình này của bên phía TT là cái lượng hiệu ứng khống chế của họ hơi ít, họ chỉ có đúng một cái giám thần lực của con bài Timmy để làm cho diện rộng thôi, còn hầu như những vị tướng còn lại thì chỉ có khả năng giữ chân một chút, làm chậm một chút, hất tung một tí thôi. Và bây giờ sẽ là ván đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển TDT và Box Gaming. Đứng trên thì Nolan vừa mất cho mình tốc biến, Đệ Tuấn vẫn đang còn sống, anh ta có thể thoát được ra, thậm chí quay trở lại trả giao tranh khi có sự hiện diện đến từ Tama, tấn công thẳng vào Ara. Ara có chiêu cuối trên người rồi, và đây tình huống anh ta buộc phải dùng cú pháp trận thần kỳ, anh ta vẫn cố gắng lết về. Nằm lại trên công đồng test đã có, đây là Hoàng TD. Hoàng TD lành ít giữ nhiều, đứng ở vị trí này thì khó cho Hoàng TD, và chắc chắn là không còn Hoàng TD nữa. Hoàng TD đã nằm lại mất rồi. 1-1 dành cho TDT. Sao Hoàng TD lại có thể lên cao như vậy nhỉ? Còn ở khu vực đường tà thần xe ra thì Đa Tuấn lại muốn solo kill với Nolan, và anh ta bị ganh bởi Kai'Sa. Liệu rằng có được hay không khi mà có dịch chuyển tới từ đó là Nolan. 3 thành viên của TT đối đầu với cả 3 thành viên của Box Gaming Thủy Thần được bật ra sớm tới từ Tama. Và có vẻ như là tốc biến lên chiêu của lục kiếm từ Nolan, chơi thẳng vào vị trí của Hoàng TD. Hoàng TD đang cố gắng chạy về, Ara làm choáng rất tốt vào người của Andy. Andy bấm cổ của Băng Dương, sau đó bị dồn đam bởi Kai'Sa. Hoàng TD cũng khó chạy rồi, cả 5 thành viên của bên phía TT lao vào, họ hủy diệt đi được hai người chơi đối phương, sau đó là cả Tama nữa. Kai'Sa bị kẹt lại, Kai'Sa tam giác quỷ rất hay, đủ đam không? Không đủ đam để được Adonis, và như vậy sẽ là 1-3. Đội hình của bên phía TDT là một đội hình rất cơ động, thế nên họ có thể câu chiêu của bên phía đối phương lao thẳng vào, đó là Ara làm cho Tama, nhưng Kai'Sa lập tức phải lên bàn điểm số với pha dồn đam của Adonis rồi mất đi cái chân đi rừng. Có vẻ như là bên phía đội tuyển TT sẽ không thể ép vào cái trụ đường dưới nữa được hay chăng đây? Adonis trụ đường dưới vẫn còn 2600 máu kíp đổ được phát nổ nhưng không được. Đây sẽ là pha tấn công của Tama. Tama có thủy thần nhưng lại làm choáng chân tới từ Tama rồi. Alia lách nhẹ là rất hiệu quả. Ara bị kéo về, Ara có chiêu cuối. Tuy nhiên rồi Dama cũng bị được Đa Tuấn tấn công, đó là Nolan có thể lao vào, không có tung được ai cả, tiếp tục là dí theo Hoàng TD. Hoàng TD đang cố gắng chạy, sản sát thương lại là khá nhiều khiến cho cái Sammy buồn nửa cây. Đang có hai thành viên của bên phía tuyển TT ăn lén cho mình, đó là con tà thần xe bạo chúa này. Tama phát hiện ra điều đó, Tama bị làm choáng, Tama bị dồn đam rất nhiều và thủy thuật làm choáng được hai người, nhưng có giải khống chế tới từ Ara. Có lẽ là TT chưa thể ăn được cho mình đó là con tà thần này đâu, nhưng Hoàng TD mất nhiều máu quá, Tama thế chưa rồi, có muốn quay trở lại với hang xe ra không tới từ TT. Đây là Adonis, Adonis lao vào, Adonis dùng chiêu cuối tấn công Ara. Adonis phải bỏ chạy đi ngay vì khi kiếm liên kết anh ta bị đốt rất nhiều. Với cú chiêu cuối Diệp Vũ nghiệp quế được tạo ra bởi đó là Aliya, tờ nhân thì đã bị Đa Tuấn ám sát mất rồi. Nhưng lao vào đó là Nolan, và Nolan cũng đã lấy đi điểm gục của Tama thành công. Hoàng TD phải chạy ở trong tình huống này, nhưng Hoàng khó chạy rồi, liên tiếp lao vào, liên tiếp chém double kill dành cho Nolan. Trong đó ở tuyến trên Đa Tuấn tiếp tục tỏa sáng khi anh ta lấy đi điểm gục thành công của Kai'Sa, nhưng đó chỉ là sự tỏa sáng nó quá nhỏ nhoi của người chơi đường trên của Box Gaming mà thôi, bị quét sạch và Box Gaming sẽ mất đi ván đấu đầu tiên này 1-0 dành cho TDT. Lợi thế là quá lớn và các thành viên của bên phía TT đã không bỏ lỡ cơ hội để có được bàn thắng đầu tiên cho các thành viên của bên phía tuyển Box Gaming. Hãy cùng xem là Hoàng TD ngày hôm nay thì có thể mang đến một Tara khó chịu hay không. Có lẽ cái điểm nhấn trong cách chơi Tara là đây là vị tướng khó chịu thôi, có thể có quay, đôi khi gây dầm lượng đam khó chịu với việc là anh ta có nội tại, khi mà càng thấp máu thì đam càng to, nên vì vậy mà đây là vị tướng mà sẽ cần phải toan tính trong những lần ra vào, những lần sử dụng của mình cú chiêu cuối. Trong khi đó thì với đội hình với chỉ là một xạ thủ là Adonis với Elandor thì hãy cùng chờ xem là Box Gaming trận đấu này họ sẽ triển khai như thế nào đây, với bộ đội hình được lựa chọn cũng khá bất ngờ đến từ vị trí Opa. Bên kia chiến tuyến cũng là một sự bất ngờ của PSman, đã có nhiều hơn những sự bất ngờ đến từ cặp đôi huấn luyện viên này rồi. Và nhắc lại với quý vị các bạn một lần nữa rằng sau khi mà trận đấu này khép lại thì chúng ta sẽ tìm ra những chủ nhân may mắn nhất để chiến thắng mini game ai là kẻ tinh mắt và được nhận sớm trang phục Slim siêu cấp tối thượng. Nolan không gặp quá nhiều khó khăn đối đầu với Đa Tuấn. Bây giờ Đa Tuấn có chiêu cuối, anh ta ghim thẳng vào người của đó là Alia. Và đây là tình huống múa hoa tốt đến từ Đa Tuấn rồi, anh ta vẫn đang còn sống. Alia thì không, Adonis đang đến lấy thêm cái mạng của Kai'Sa nữa, bắt vào người của Nolan. Nolan yếu cả máu, yếu cả năng lượng, Nolan cố gắng ăn cục máu, anh ta bật cầu băng xương ở thời điểm này, nhưng đây là một quyết định có lẽ không thực sự quá hợp lý rồi, không tồn tại được quá lâu. Tama băng trụ lấy đi thêm điểm bảo hộ nữa. Quay trở lại với trận đấu thì bên phía đội tuyển đang bị mất nhiều máu, đó là Ara. Không bấm chiêu cuối. Ara có chiêu cuối có thủy thần nhưng mà anh ta không làm được gì cả. Tama lao vào, Hoàng TD dí theo vị trí của Alia. Alia chiều tốc biến bị làm chậm liên tục bởi đó là những cú thả lửa của Andy và lập tức phải lên bảng số Hoàng TD. Bị a gục bởi tê nhân ở trong tuyến tiêu vừa qua, những đó vẫn là lợi thế dành cho các thành viên của bên phía Box Gaming. Đây là cuồng lao vào với những nhịp hoa của mình và Nolan đang bị làm khó rất nhiều, anh ta phải lướt đi và anh ta mất đi cho mình cái mạng sống rồi khi mà tiếp tục làm nhịp hoa rất dính đến từ Đa Tuấn. Con rồng còn khoảng 10.000 máu, Ara ở trong mình đó đại địa ma nhã lên, thấy con rồng còn khoảng 10.000 máu này sẽ là vào tới từ Kai'Sa. Kai'Sa đúng một vòng, Hoàng TD chống chịu ở tuyến trên, Hoàng TD quá trâu, thủy thần tạo ra
nhưng ở phía trên thì Đao Tuấn đã có những nhịp phun hoa để khiến cho Ara phải lùi lại, và như vậy Boxwing là đội tuyển lỗ máu hơn. Kai'Sa la vào thấy Hoàng Thiên lập tức phải lùi đi, và con rồng nó thuộc về ai đây? Con rồng nó dành cho bên phía đội tuyển Boxwing, nhưng một người phải nằm xuống đó là Adonis. Hoàng Thiên đã hết chiêu cuối, Hoàng Thiên cũng phải nằm lại, vì như vậy là 2 điểm cùng dành cho TNT. Bởi vì là những cái trụ đang mất đi, còn đây là Aliyah. Aliyah bị tìm thấy bởi Tama. Aliyah mất nhiều máu quá. Aliyah bị thả diều bởi những tình huống thả lửa tới từ con bài Ignis này. Eniel đi được Aliyah lao thẳng vào đó là Hoàng TD, khiến cho tên nhân mất nhiều máu rồi. Một người bị bốc về đó là Ara. Ara không thể chống chịu được với thiên thần. Hoàng TD tiếp tục càn quấy ở tuyến trên. Một người phải nằm xuống tới từ Box Minh, đó là Tama, nhưng không sao cả bởi vì họ đã có lời. Kai'Sa bắn gục được Kai'Sa. Thêm một điểm bắn gục nữa dành cho Box Minh rồi. Là nơi mà Kai'Sa đang cố gắng đẩy sẽ là một cái trụ ở khu vực đứng trên dành cho bên phía đội tuyển TNT, nhưng đây là người bị kéo lại với cú chóc ngã vừa rồi, đó là Ara. Ara không có chiêu cuối. Ara lên bảng đếm số. Nolan có thể là người tiếp theo trang đeo tuấn phun hoa tấn công vào người của Aliyah, nhưng anh ta bị shut down bởi đó là tờ nhân rồi. Aronis cố bắn với nhưng không bắn gục được đó là tờ nhân. Kai'Sa đu đến, nhưng Kai'Sa. Tuy nhiên, Boxing vẫn đang chưa thể ăn được cho mình, đó là con tà thần xe ra. Và đây là pha vào tới từ Tama, bốc được Kai'Sa trở về. Kai'Sa rất nhiều đàm, hạ được Tama, nhưng Kai'Sa cũng phải lên bảng điểm số. Và những thành viên còn lại của TT đó là Nolan cũng như là Tây Nhân thì chưa gặp phải quá nhiều sự nguy hiểm trước Hoàng TD. Và như vậy thì Boxing lại đánh rơi cơ hội rồi. Thì sau đó mọi thứ đang diễn ra hơi chậm, còn đây là tình huống mà có lẽ sẽ câu cái thủy thần của Ara chăng, nhưng Hoàng TD mất máu, anh ta bật lên cho mình lớp thuẫn rồi. Khép góc của thành viên bên phía của đội tuyển TDT là những gì Hoàng TD đang làm, nhưng ở phía sau thì khối đội hình Box Gaming tiến lên không quá thực sự đồng đều, và hỏa bạo vào là khá tốt, sau đó lao vào và tiếp tục một nhịp đô tiếp theo đến từ vị trí của đó là Kai'Sa, bóc ra hồi sinh trên người của Đê A Tuấn rồi. Đê A Tuấn sống lại, Đê A Tuấn phải bỏ chạy ở trong tình huống này, anh ta đổi qua liệp nhưng anh ta vẫn đang Aronis thì hủy diệt đi thành công vị trí Ara rồi, nhưng Đê A Tuấn cũng đã phải nằm lại. Tình huống này là hai đang đổi lấy một thành viên của TDT, và như vậy là Box Gaming bị thua thiệt. Sẽ là một cái sách thắng dành cho Nolan, anh ta sẽ có thêm máu, sẽ có thêm khả năng dồn sát thương rất mạnh mẽ vào người của Hoàng TD. Như đây là pha bóng đầu tới từ Đa Tuấn. Đa Tuấn lao thẳng vào chiêu cuối, có vẻ như là trượt tới từ Đa Tuấn thì phải. Anh ta không có khả năng giải hiệu ứng khống chế, và Đa Tuấn phải lên bảng điểm số. Đây là cú đu dây hai nhìn tới từ Kai'Sa. Kai'Sa lao vào, Kai'Sa có long diện, anh ta lùi về. Hoàng TD mất nhiều máu quá rồi. Adonis bị tìm thấy, Adonis giật bóng trở lại, anh ta mất đi cho mình đó là một cái bệnh, nhưng Annie đang sản sát thương quá ghê gớm với con bài En, với con bài Ignis này. Annie đang sản sát thương, một người bị mất đi dâu mệnh nữa đó là vị trí của Hoàng TD, đổi sang quả cầu băng xương. Annie sản sát thương ghê quá, tốc biến lên đó là Annie. Annie phải lên bảng điểm số, nhưng có vẻ giao tranh đang có lợi dành cho bên phía Box Gaming thì phải. Nhưng đuổi được Dea Tuấn về thì liệu rằng đã đủ là một điều kiện quan trọng nhất để cho đội tuyển TNT nhắm đến con Seja hay chưa đây? Chưa, có lẽ là chưa chăng? Đây là quật vào Ara. Ara vẫn đang chưa dùng cho mình cú thủy thần, anh ta vẫn đang cố gắng tiết kiệm chiêu cuối. Anh ta bị tấn công vào, bật lên lớp thuẫn. Hoàng TD đang càn lên ở khu vực tuyến trên. Ara vẫn đang bị tấn công vào, không đánh nổi Ara nữa. Bây giờ thì chọn ra một tên nhân kia. Tờ nhân bị quật lại rồi, và tờ nhân đang gặp nguy hiểm. Anh ta bị tấn công, mất giáp hồi sinh trên người tờ nhân rồi. Tờ nhân tỉnh lại, tờ nhân sẽ có cho mình quả cầu băng xương trong tuyến này, nhưng bị quay bởi quá đông thành viên bên phía của đội tuyển Box Gaming, và tờ nhân đã mất đi. Nhưng trong đó ở tuyến trên thì có thể nói Aoi của Kai'Sa cũng đã quay được vào Adonis, và Adonis cũng đã phải lên bảng đếm số. Aoi vẫn đang cố gắng quẩy, anh ta mới là người nằm lại trong tình huống vừa mới diễn ra. Đa Tuấn cũng được cử xuống khu vực đứng trên để anh ta có thể có được cho mình tơn đẩy lính cao lên cùng với cả Annie nữa. Đây là Ara. Ara lần này đã dùng thủy thần rồi. Adonis cố gắng bắn nhưng bắn vào Ara không quá đau, nhưng Ara còn lại thêm một tơn nữa. Ara bị mất máu, Ara mất giáp hồi sinh trong tình huống này, nhưng Kai'Sa bắt đầu đu đến rồi. Kai'Sa tấn công vào Tama, nhưng Kai'Sa giật ra không quá đẹp ở trong tình huống vừa mới diễn ra. Nolan cũng đã bật lên cầu băng xương, Nolan vẫn đang còn sống, anh ta cố gắng lướt qua bên kia bờ tường. Đây là một nhịp đu dây tiếp theo được tạo ra bởi đó là Kai'Sa. Phải về thôi. Trên là lính có lợi dành cho TNT. Có lẽ đây là tình huống mà phải có người về. Không về nhanh là đánh nhà. Nhanh là nát nhà này. Nhà đã bị đánh rất nhiều. Annie đang là người về. Annie đang phòng thủ. Annie đang căng mình ra để phòng thủ, và trong khi đó ở tuyến trên thì Dea Tuấn và Adonis mất đi rồi. Người tiếp theo sẽ là Tama. Box Gaming tan vỡ mất rồi. Chúng ta đã nói về đường trên là lợi thế dành cho bên phía TDT. Chỉ còn Annie thôi, Annie sẽ là vị cứu tinh của bên phía đội tuyển Box Gaming hay chăng? 3-5. Thì mà anh ta sẽ có khả năng dọn lính là nhanh nhất trong 3 người chơi này. Annie đang bị quay bởi đó là Tê Nhân, lao thẳng vào đó là Kai'Sa. Đánh nhà Annie rồi, và có thể sẽ đánh nhà tới đánh nhà. Ara đánh nhà, thêm cả Kai'Sa nữa, và một chính xác là 2-0 dành cho bên phía TDT. 2-0 cho TDT, họ là những người bản lĩnh hơn ở trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Biết rằng là Đa Tuấn có thể là tốt để giúp cho bên phía Box Gaming quay trở lại ở trong ngày thi đấu hôm nay không đây? Họ đang thua 0-2 rồi, và nếu như không thể làm được gì nhiều ở trong trận đấu này thì họ sẽ phải chấp nhận thêm một trận thua nữa với tỷ số 0-3 ở trong mùa giải năm nay. Trong đó TDT đang tràn đầy tự tin để tìm kiếm chiến thắng tiếp theo của đội tuyển này. TDT thì ở trong mùa giải này thì họ mới chỉ thua trước FPT thôi, còn lại thì họ đều đã thắng. Vì vậy mà cơ hội để có thể cạnh tranh đang là rất rõ ràng. Họ thậm chí đang hướng đến một chiến thắng đậm đà trước Box Gaming. Các bạn hãy đừng quên rằng là sau trận đấu này chúng ta cũng sẽ có màn bốc thăm để chọn ra 10 bạn may mắn chiến thắng minigame ai là kẻ tinh mắt, và sẽ được nhận sớm trang phục Slim siêu cấp tối thượng. Cái này kiểu dạng như là xem phim thì người ta gọi là sneak show ấy, tức là sẽ được xem suất chiếu sớm. Nolan đủ kinh nghiệm để biết rằng là anh ấy có mặt ở đây, còn Đa Tuấn đủ kinh nghiệm hay không đây? Anh ta loạn trảm
Cấu được rất nhiều máu của đối phương, đây là cú đẩy về của Tama khiến cho Ali đã mất nhiều máu quá, và đó là điểm chiến công đầu TH dành cho thành viên của bên phía tuyển Box Gaming. Nhưng cú đá chặt và chém này của Nolan khiến cho Hoàng Tele phải lên bàn điểm số cai sai bắn vào người của Tama. Thậm chí Aronis đang bị lùa, bị Alia lùa, thêm cả Tama hiện diện khu vực đứng giữa, nhưng anh ta đến hơi muộn một chút rồi và thành ra giờ Tama đã phải lên bảng đếm số. Đây sẽ là một lợi thế quan trọng dành cho bên phía Box Gaming. Đây là một cơ hội dành cho Box Gaming thì họ ăn được thành công hơn hào sẽ, nhưng Aronis đang bị khép góc vào bởi đó là con Richter trong tay Nolan. Anh ta vào và anh ta ra như trốn không người. Đây là lao vào và Ara khép góc quá hay, làm choáng được rất nhiều người trong tình huống này. Hoàng Tele mất máu rất nhiều và Tama cũng là tương tự như thế, anh ta cố gắng chạy với cơm thần, chạy được thành công, chạy được với rất nhiều người yếu máu đến từ bên phía đội tuyển Box Gaming. Nhưng đó là một turn đánh tốt của TDT, họ sẽ có được trụ ở khu vực đường giữa. Và Aronis làm cái gì vậy? Bây giờ thì TDT muốn end game, lao vào đó là Ara nhưng không có những con Caesar, chỉ có lính sơ cấp mà thôi. Lao thẳng ra đó là Annie khiến cho Alina mất nhiều máu quá rồi. Ở tuyến trên Nolan đang quẩy, Ara lập tức phải lên bàn nhầm số. Nolan vẫn đang dùng cho mình công thủ toàn diện khiến bắn cho nhà. bắn nhà là không đủ đam tới từ đó là Caesar. Họ chỉ kém đối phương rơi vào khoảng 2k vàng thôi, nhưng ăn con Caesar này nếu như không ăn được nó hơi khó hết đây. Hơi khó để cho thành viên của bên phía Box Gaming có thể ăn được cho mình, đó là con tà thần Caesar khi mà Aronis mất máu nhiều quá rồi. Ui dồi ôi, lên đó là Nolan. Nolan khiến cho Aronis phải lùi ra khỏi giao tranh. Caesar cũng đi được Tama. Aronis lao vào, anh ta không thể có được sai ở trong hang tà thần Caesar bạo chúa. Và con Caesar này, Annie cào Caesar. Caesar bạo chúa dành cho bên phía Box Gaming nhưng còn mất đi 3 người rồi. Và có thể đây sẽ là chiến thắng dành cho TDT. Ép được không đây, chỉ còn có 2 người, 2 sát thương chủ lực Annie cũng như là Hoàng TD. Đối phương là 5 thành viên tràn vào, có Ara, có Toro đầy máu. Không được. Anh ta lao thẳng vào nhà chính của đối phương, anh ta làm choáng Hoàng TD, không làm được gì cả. Hoàng TD bị đẩy lui, không phòng ngự được. Trong đó con Caesar bạo chúa nó không giúp cho đội tuyển Box Gaming giữ lại được ván đấu này. Và tỷ số chung cuộc là 3-0 với TDT cho Box Gaming. Đặc biệt là ở ván đấu thứ 2 thì nó cũng hơi căng não một tí đúng không ạ? Kéo dài đến tận 30 phút, hơn 30 phút. Lúc đó thì mình đã nhìn thấy Box Gaming để lộ sơ hở nào, vì họ đánh cũng khá chắc tay xuyên suốt trận đấu. Thì để mình khép lại ván đấu đó ạ. Thực sự thì ván đấu đấy kéo dài vì bọn mình mất lợi thế đầu game ấy. Nên là thành ra phải đợi đến cái giai đoạn cuối trận. Nhưng mà thực ra bọn mình đã xử lý không tốt nên làm cho nó lâu như vậy. Chứ thực ra là không cần lợi thế thì cái đội hình bọn mình cũng sẽ đánh thắng. Và em nghĩ rằng là nguyên nhân mà khiến cho chúng ta kéo dài game đấu đó đến tận 30 phút thì là do mình có ở phía bên góc Box Gaming đã lựa chọn hai đấu sĩ đường rồng. Thì điều này cũng gây ra rất là nhiều khó khăn cho mình đúng không ạ? Thực ra là do bọn mình tự lỗi nhiều là nhiều hơn. Dạ, còn với cái bài đánh đó thì anh đánh giá như thế nào? Hai đấu sĩ đường rồng. Nó chỉ là một bài đấu kiểu khắc chế ban vích thôi. Vì nếu mà bên đấy vận hành tốt và snowball trận đấu thì bên đấy sẽ chiến thắng. Chứ cũng mình nghĩ là không phải một bài đấu trong meta, kiểu một bài đấu riêng của họ. Vậy là nó sẽ có phổ biến trong tương lai không? Theo anh nghĩ chắc là không. Mình nghĩ là không. Không. Ace Cup. Fate for your mistakes. Ace Cup. Mì hào hào, hương vị lẩu kim chi Hàn Quốc. Cay dịu, chua thanh. Vị ngon chứ xanh. Hào hào kim chi, cay dịu chua thanh, vị ngon chứ xanh. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên. Nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk, cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù thỏa sức đam mê với skateboard, hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, diễn game cực chất.